dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Phế Đi Đạo ngày 3 tháng 10 năm 2016 xét đề nghị của Tổng Thư ký Hiệp hội. Quyết định điều 1 công nhận công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Y Đạo trụ sở tại số 16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh là hội viên chính thức của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Điều 2, các ông Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Y Đạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch bà Nguyễn Thị Hằng đã ký. Sau đây xin mời bà Nguyễn Thị Hằng lên trao quyết định. Dạ. Cảm ơn cô, con xin thay mặt thầy con nhận quyết định của cô, vâng ạ. Mọi người cho một tràng pháo tay ạ. Tiếp theo là cô. Tôi xin đọc quyết định thứ hai. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2016, quyết định về việc công nhận hội viên tập thể, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam, căn cứ quyết định số 3458 QĐ-BNV ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hiệp hội dạy nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam thành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam và phê duyệt điều lệ sửa đổi bổ sung Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam. Căn cứ điều lệ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam xét đơn xin gia nhập Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Y Đạo tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 10 năm 2016 xét đề nghị của Tổng Thư ký Hiệp hội. Quyết định điều 1 công nhận chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Y Đạo tại Hà Nội có trụ sở tại số 633 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội là hội viên chính thức của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Điều 2, các Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội, Giám đốc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Y Đạo tại Hà Nội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch bà Nguyễn Thị Hằng đã ký. Sau đây xin mời bà Nguyễn Thị Hằng lên ra trao quyết định này. Xin trọng kính mời bà. Tôi xin được đọc quyết định tiếp theo. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2016 quyết định về việc công nhận hội viên Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam căn cứ quyết định số 3458 QĐ-BNV ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hiệp hội dạy nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam thành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam và phê duyệt điều lệ sửa đổi bổ sung Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam. Căn cứ điều lệ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam xét đơn xin gia nhập Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam của bà Trần Lan Anh xét đề nghị của Tổng Thư ký Hiệp hội. Quyết định điều 1 công nhận bà Trần Lan Anh thường trú tại tập thể 810 Liên Ninh, Thanh Trì, thành phố Hà Nội là hội viên chính thức của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Điều 2, các ông Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội, các đơn vị có liên quan và bà Trần Lan Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch bà Nguyễn Thị Hằng đã ký. Sau đây xin kính chào quý bà lên sao quyết định ạ. Đây là một cá nhân.
sau đây xin kính mời bà Nguyễn Thị Hằng có đôi lời phát biểu ạ. Rồi, kính thưa bà giám đốc trung tâm chi nhánh biên đảo phía Bắc, thưa các bác, các anh, các chị, chúng tôi cũng sau những năm người lính là người quản lý phục vụ nhân dân, đặc biệt là trên cái lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, tức là Bộ Lao động có ba cái lĩnh vực. Trước đây nó là ba bộ, nhưng mà sau rồi chính phủ là nhập lại, cho nên cái tên rất là dài. Cho nên cái hiệp hội chúng tôi tên rất là dài. Thì cái nghề, cái tên là chúng tôi, cái căn cứ thứ nhất là theo luật giáo dục nghề nghiệp mà Quốc hội đã ban hành năm 2015. Và cái bà nghề tác hội theo quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ ký năm 2015. Là năm 2010. Thế cho nên là chúng tôi ghép hai cái lĩnh vực và chức năng đấy là nhiệm vụ của hội. Và theo đề nghị của Bộ Lao động và phê duyệt của Bộ Nội vụ và căn cứ theo luật và các quyết định của chính phủ, chúng tôi ra đời vào năm đầu năm 2008. Và như vậy là chắc là sắp được một thập niên rồi đấy ạ. Sắp được một thập niên, chúng tôi gồm là những người làm công tác xã, những người làm dạy nghề và những người làm đối ngoại. Chúng tôi có một cái hiệp hội như vậy là 500 hội viên trong toàn quốc, kể cả hai lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội. Hôm nay tôi rất là vui, bởi vì hôm nay là ngày mùng 1 ạ. Ngày đẹp, ngày đầu tháng của cái năm cuối. Và tất cả chúng ta đang dồn sức để quyết tâm hoàn thành mọi cái công việc của gia đình, của đơn vị và của kể cả của dòng họ nữa, để chúng ta chuẩn bị đón một cái năm mới. Cho nên là trước hết là tôi xin cảm ơn và chúc mừng cái sự gia nhập của trung tâm và của bà Lan Anh, cũng như là cơ sở đầu mối từ thành phố Hồ Chí Minh của Viện Vi Đạo, của Diệp Trần đã tham gia hiệp hội chúng tôi. Thực ra là chúng tôi đã kết với nhau lâu rồi, nhưng mà hôm nay ấy, xét trên tổng thể và tìm hiểu tất cả những cái hoạt động thực chất của viện và của trung tâm ngoài này, và tập thể chúng tôi đã vui mừng và công nhận cái sự hoạt động có ích với hai cái ý nghĩa. Một là chăm sóc người dân, chăm sóc về sức khỏe, về tinh thần và vật chất của trung tâm và của viện và Bắc Châu. Chúng tôi đã vào cả miền Nam, cả Bắc Châu, và Bắc Châu đã làm. Và chúng tôi cũng biết là trung tâm có rất nhiều những người tham gia học, hành nghề và cứu giúp được nhiều người bệnh tật, nghèo khó, kể cả người khuyết tật. Như vậy, nó đúng với cái nghĩa công tác xã hội là giúp người, là cứu người, là giúp cộng đồng, giúp gia đình và hòa nhập để mọi người cùng có những cái hạnh phúc và cùng tiến lên. Tôi xin chúc mừng sự gia nhập hiệp hội của chúng tôi, của trung tâm và của Viện Y Đạo. Xin cảm ơn. Bây giờ thì chúng tôi cũng muốn nói một điều rằng tôi cũng được các thầy cô ở trung tâm này chữa bệnh cho mình. Và chúng tôi cũng mời các thầy cô ở đây tham gia các cuộc thảo quốc tế về phát triển nghề công tác xã hội. Chính những cái việc làm và những cái tình yêu con người, tình yêu xã hội mà các thầy cô ở đây đang làm, và chắc chắn những các hội viên ở đây cũng đang làm, đã đem lại cho chúng tôi một cái sự tin tưởng và cái cảm hứng, cái lòng biết ơn. Chính vì vậy mà tôi cũng mong muốn rằng bà Lan Anh cũng kết nạp chúng tôi vào đấy. Tuyệt vời quá, xin một tràng pháo tay ạ. Vâng, đón chào Diêm Trần Liên. Vâng, bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hôm nay đã gia nhập Diêm Trần của chúng ta, gia đình Diêm Trần. Một tràng pháo tay nữa ạ. Tôi ấy, thì tôi biết là thầy khoa cô Lan Anh và còn một thầy nữa chữa bệnh cho tôi,
cho con tôi và cho cháu tôi và cho các bạn tôi nữa. Và chúng tôi chứng kiến như này đã 2 tháng nay chứ không phải là một ngày hai. Và chúng tôi cũng vào Việt Nam, những hôm mà tôi cấp cứu chính là quân của thầy Châu cũng đến cấp cứu cho tôi. Mặc dù là có những các cái nhà chuyên môn ở đấy, nhưng mà mỗi một cái môn tác nghiệp chúng ta nó có những cái tác dụng khác nhau. Chúng ta không tuyệt đối hóa một cái kỹ thuật nào, một cái phương pháp nào. Mà tôi nghĩ là bất kỳ một phương pháp nào từ dân sáng tạo ra và cuộc sống chấp nhận, cứu người, cứu đời, chăm sóc mọi người mà hiệu quả, đó là hạnh phúc của chúng ta. Thank you.